Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp mổ nội soi. Bệnh nhân là bà NT, 54 tuổi, ngụ xã An Hòa, thành phố Biên Hòa. Bà T bị u xơ tử cung đã lâu, hay bị rong kinh tái đi tái lại nhiều lần, nhưng mới chỉ điều trị nội khoa bằng thuốc. Cách đây 10 ngày, bà nhập viện trong tình trạng mệt mỏi do bị mất máu. Các bác sĩ xác định phải phẫu thuật cắt tử cung cho bà, nhưng do bệnh nhân thiếu máu lại có tạng béo phì nên chưa thể mổ ngay được. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hiếu, trước đây những trường hợp này thường được bệnh viện mổ hở, nhưng mổ hở sẽ làm bệnh nhân mất máu nhiều, mất sức, lâu hồi phục. Các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp mổ nội soi. Ưu điểm của phương pháp này là giảm thiểu mức độ xâm lấn, mất kích máu, cầm máu chủ động hơn, giảm tối đa nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bác sĩ có thể quan sát toàn diện hơn để đánh giá các tổn thương. Kết quả bệnh nhân khi mổ chỉ phải truyền 50cc máu, đến nay đã hoàn toàn hồi phục và xuất viện. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai tự chủ thực hiện phương pháp cắt tử cung bằng mổ nội soi.